17 cân. Ừ, 17 cân đến 22 cân cho em 02 đúng không? Đúng chị. Đúng không? Thấy có cái. Chia rồi nhưng em thấy đây cái. Ôi trời ơi đau lưng. Thôi chốt xíu đi. Mã 48 bốn mấy đấy? 5249. Rồi cái này lên 0249 thì size 20 cân quay đầu cho em này, 02 nhá. Quay còn đâu mà chị Quyên Hiền comment không quay được. Ok, cái vừa đọc là cái váy đấy là gì? Không bảy thay. Cái tiểu thư ấy. 06 Nguyễn Hiền à? 07. Ok, 067 được. Rồi cái này lên là mã số 0249.000 một cái size 20 cân cho em áo da cá này. 49.000 cho em nhé. 02. 02 nhá. Từ 17 cân cả. 15, 10, 10, 17 cân em. 18 cân em. 18 cân em. Rồi. Em đầm nhiều màu là đầm nào đó nhỉ? Rồi cái này lên cho em 35 cân này. 35 cân cho em 50.000 luôn cho em nhá. Đọc mã đi chị. 06. 06 hay 07 chị? 06 chị ạ, 06 nhá Nguyễn Hiền nhá. 57 này, váy 57 cổ vuông cho em 50.000 size 35 cân này. 50.000 35 cân cho em nhá, 50.000 cho em. Chị nào lấy thì comment cho em mã này lên là 06, mai ông được về là mừng đấy chứ. À, cùng ở dưới đây luôn á. Thì sao? Ủa chứ sao không? Thì ai dưới đây sao? Mang bậy là ừ. Ừ, cái gì đó? Bậy là ừ, 50.000. Nghe 06. Chị lấy 06 ok này. Rồi. Còn mấy bộ này chạy này, chị chạy lại chị nhìn sai đi chị Lan đi. 15 cân đến 20 cân cho em này. 15 cân đến 20 cân cho em 3 tuổi đến 5 tuổi mặc được cho em bụng eo size này tặng luôn 70.000 cho em hàng dệt kim nhé mọi người nhá. Hàng dệt kim cho em 70.000 cho em này. Mã này lên là 58 này. Các chị comment đúng mã số đi với. 58 đi. Cái này lên 58 bụng eo size 70.000 luôn cho em nhá. 58 kèm có 35 cân đâu. Còn một bộ à, còn một váy. Ok, 58 cho Vinh Thủy ok này. Đầm phối màu đằng sau bao nhiêu em? À, đầm phối màu là đầm màu nhá. Đầm phối màu size 25 cân quay lại nha chị nhá. 58 em có mấy bộ? 2-3 bộ nha chị. 58 cho em nhá mọi người. Trời ơi. No, no. Rồi, cái này lên cho em size 20 cân này. 20 cân cho em này. 20 cân cho em bộ dập nổi cho em này. Bao nhiêu nhỉ? 20 cân cho em nhá. 89.000 một bộ nhá. 89.000 cho em mã này lên là 59 nhá. Đúng không? 59 này, 89.000 cho em 20 cân nhá mọi người ơi. Em hãy đưa cái bộ đỏ đây đi. Bộ gấu đỏ đây đi đây chị bán luôn. 20 cân nhá mọi người ơi. Bộ này lên cho em 20 cân 59 nhá mọi người nhá. 20 cân cho em. 20 22 cân vừa đó. 20 22 cân này có giấy không? Có giấy trong đó. Bộ này á. Đây. 59 nhá, cái này 59 cho em 89.000 cho em nhá. 20 22 cân cho em 59 này. 89.000 cho em. Đây quần đây nhá. Quần đây nhá mọi người nhá, 59 này. 89.000. Số 60 này. Ôi lúc đại chị
21. 40, 45 con chơi mã số 60 đi. 59 cho Khánh Hoan, ok này. 59 đây. À cái này là 60 bộ gấu nhá. 60 chơi 101, sai 40, 45 con chơi. Váy phối màu đây nhá. Váy phối màu đây. Váy phối màu sai cho bé là từ 17 cân đến 25 cân cho em váy phối màu 89 nghìn nha mọi người. Váy phối màu đọc mã đi chị ơi. Rồi màu xanh màu vàng này. Màu vàng 57 53. Váy phối màu lên cho em mã số là 53 này. 53 cho em váy phối màu nhá. Nào Nguyễn Hà có 60, ok. Cái này lên mã số 53 váy phối màu cho em nhé mọi người nhá. Váy phối màu form size cho bé là từ 17 cân đến 25 cân cho em mã số 53 89 nghìn cho em nhá. 89 nghìn 53 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. 53 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em. 53 đi. Tiếp theo
em này. 63 này đi. 17 cân chứ. 17 cân đến 22 cân cho em này. Có một bộ 22 cân thôi, còn đâu là 17 cân hết. Bộ này nhá, sale luôn cho em 75.000 luôn cho em này. 75.000 bộ nón nhá mọi người nhá. 75.000 cho em mã này, lên là 63 đi. 63 75.000. 63 nhá mọi người nhá. 17 cân và 22 cân, 63. 63 cho em nhá. 75.000 một bộ cho em này. Bộ da cá cho em, cho toàn bộ là da cá hết nhá. Hốt đi cô gái không có 33 cân ạ. 63 đi, màu vàng cho em 75.000 một bộ thôi. Mấy bộ sale luôn. 3 bộ, còn 3 bộ nhá. Size 17 cân và size 20 cân cho em. 63. 17 cân và 20 cân cho em 63 bộ màu vàng này nhá mọi người nhá. 75.000 một bộ chắc đẹp lắm. Chắc đẹp vãi chưởng luôn. Bộ ngựa này. Bộ ngựa này mã bao nhiêu đây? Bộ này lên cho em size cho bé này. Bộ ngựa theo này, size 25 cân đến 40 cân, 45 cân, 25 cân đến 35 cân cho em bộ ngựa này. Mấy kìa, bộ ngựa theo á. Rồi ok nha. Mấy? Trăm mấy? 130.000. Rồi 130.000 cho em bộ ngựa theo này, size 35 cân quay đầu cho em bộ ngựa nhá. Chất liệu là da cá cho em này. Bộ ngựa toàn bộ nãy giờ xã toàn hàng da cá hết đấy chị ơi. Chứ làm gì mà em có hàng cốt tông đâu. Toàn bộ da cá hết mà. Mã nào mấy chị? Rồi cái này lên bộ ngựa mã số 40 này. Mã số 40 cho em bộ ngựa theo này. Bộ ngựa theo cho em nhá. Bộ ngựa theo nón này. Đây cái này theo nón này. Bộ ngựa này theo tay này. Size 25 cân đến 35, 37 cân quay đầu cho em. Bộ ngựa cho em mã số 40, 130.000 cho em nhá. 130.000 cho em bộ ngựa theo cả quần luôn. Đây theo cả quần luôn cho em này. Rất là xinh. Bộ ngựa lên cho em mã số là mã số 40 nhé mọi người nhé. Mã số 40 130.000 cho em này. 130.000 mã số 40 cho em nhé. 40 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em này. 43 là cái gì ấy? Ok Huệ Lê có 43 này. Rồi cái này lên là 40 nhé mọi người nhé. Bộ theo khóa. Cái này là chất liệu là da cá cho em nhé. Size 35, 37 cân quay đầu cho em 130.000. Còn mấy bộ sale 130.000. Trơn hết rồi đúng không? Một dầm nổi trên trơn cổ tròn đấy. Rất là đẹp. À 13
cho em. Đây này, bé trai mặc được này, bé trai mặc được màu đen màu ghi này, màu đen màu ghi bé trai bé gái đều mặc được hết ấy. 13, mã số 13, bộ chờ neo cho em nhá. Bộ chờ neo cho em với giá là 145.000, mã số là 13 cho em ạ. Size 25 đến 45 cân cho em 13 màu hồng này. 13 cho em màu ghi này, màu ghi này có pha sườn này, sọc rất là đẹp và khỏe khoắn nhá. 13 cho em màu đen này, màu đen đẹp nhỉ. Màu đen đẹp lắm. 13 cho em nhá. 45 màu hồng là 45 là cái gì đấy? Quay số 13 cho em. Em bộ này sale luôn này. Nào đặt đi chị. Rồi, bộ này lên cho em bộ nón này. Size mã số 49 này. Cái này lên cho em mã số 49 149.000 luôn cho em, size cho bé là từ 20 cân cho đến 40 cân nhá mọi người nhá. 18 cân đến 40 cân cho em. 18 cân đến 40 cân mã số 49 cho em 149.000 đồng này. 149.000 cho em. Mã này lên cho em là 20 cân đến 40 cân cho em á. 18 cân cũng vừa. 18 cân từ 4 tuổi trở lên nhá. Mã số 49 cho em màu đen màu đỏ này, màu trắng này. Màu đen màu đỏ màu trắng cho em nhá mọi người nhá. Đen đỏ trắng cho em. Mã hàng cho em là 40. Kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. 40 này. À 49 này, 49 cho em nhá. Tố Thị Hạnh có 65 rồi, ok này. 10 bộ giá bao nhiêu? 10 bộ vẫn giá bình thường thế mà chị. 10 bộ vẫn giá như vậy. Em bán trên line là bán giá rất là rẻ rồi. Còn các chị mua sỉ thì phải đơn trên 3-4 triệu trở lên thì mới được giá sỉ nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã này lên là 49 cho em màu đỏ, 49 màu trắng này. Mã số 49.
cho em size 20 cân đến 40 cân, cho em mã số 49 cho em màu đen này. 149.000 mã hàng 49 nha mọi người nhá. 49 kèm cân nặng cho em là có đơn. 49 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Mã số 50 còn đấy bộ tặng. Nhìn xem màu đỏ đấy size gì đấy, bộ điều đấy. Rồi cái này lên 50 này size 10 69 nhá.
chịu biết bây giờ mặt mấy cái con báo không có con này về lâu rồi nhưng mà sạch tạm như máu thằng này con báo luôn cái hormone luôn hôm nay chuẩn bị chuyển sang cái gì đấy là để nữ em làm của bưu điện là lâu lắm anh nói em với lục mẹ tôi nhắn đúng hơn một tuần luôn nhắn luôn lên trên nhóm đấy cho mấy cái con bốc đốc đơn nó biết chứ bảo là báo sửa một tuần rồi về bây giờ mới sửa cái đơn của con nhàn đấy hôm qua hôm sáng nay bưu điện nó gọi đấy bảo là báo đơn cho các chị một tuần rồi về 10 ngày bây giờ các chị mới sửa mới gọi lại báo khách không nhận không có gì khách cái này lên là xài 25 cân cho em váy này 25 cân cho em váy thủy thủ này 25-27 cân cho em nhá váy thủy thủ cho em này đây set váy thủy thủ cho em có một set thôi 80.000 luôn nhá 80.000 cho em 25 cân này mã số 70 đúng không cái này lên là 70 cho em nhá mọi người nhá chị hai bụng rồi ok 70 cái này lên là 70 cho em 25 cân này 70 cho em nhá. Vẫn còn khách à? Một khách cả mì thì là khách hoàn cả mì à? Ừ, hoàn là bởi vì đơn chậm. Xong rồi chị có nhớ cái khách vào sáng nay chị điện cho em không? Ừ. Chị mà bảo là chị không đặt á. Ừ. Chả phải khách trả thì viên tá không hề điện cho chị bao giờ mà. Chị bảo cái này viên tá không điện cho chị mà chị cứ là tự nhiên em gọi đến á. Thank you.
có đơn các chị ơi, hàng lẻ sai thì các chị đặt thêm thêm để được gọi chốt đơn nha. Ví dụ như một set này 80.000 là em không gọi nữa. Ba cho Đào Phạm và Nguyễn Hà. Ok rồi các chị ơi, có còn tương tác nữa không, để lên tiếp mà không em nghỉ like thì bị hết khách. Thôi nghỉ like nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem like của em hôm nay nhé mọi người nhé. Cảm ơn các chị nha. Bye bye mọi người nha. Bây giờ để cho nhân viên gọi chốt đơn nhá. Bye bye. Bye bye mọi người nhá. Thank you.
Bao nhiêu xe để em ơi,
Ngọc đi dạo số 35. Em mà em vô coi có chó không, chị đâu có thấy chó đâu ta. 52 lượt xe. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi là trời ơi. Trời ơi, có 52 lượt xe luôn. Trăm lẻ mấy thôi con. Có 52 lượt xe à. Trời ơi, mấy chị đẹp của em ơi. Hãy xe nhiệt tình lên. Bóc bát họ nhiệt tình lên xe giùm em nào. Có 52 lượt xe thôi đó. Buồn dã man luôn, thiệt sự quá buồn luôn. Buồn lắm luôn đó mọi người. Thiệt. Trời ơi. Tại vì ít nhất là đã 3 lần vô hội nhóm, một lần lên trang cá nhân mà ở đây đếm được có 52 lượt xe. Phải đếm mà nó hiện có 52 lượt xe thôi đó. Trời là trời, chắc tôi xỉu quá. Để tôi coi được tổng tất cả được bao nhiêu lượt xe của mấy bà nào. À được mấy bà xe bài. Để tôi coi được đọc tên những cái bà đã xe bài cho luôn nè. Trời ơi quá nản luôn, 52 lượt xe. Ủa là trời. Buồn lắm luôn đó mọi người. Sao vậy? Trời ơi, ở đây có 52 người xe bài thôi đó mấy chị ơi. Có set ống xuông không? Có chị. Hàng xe cái gì cũng có hết á. Có cái gì ở dưới nữa? Chưa có cái gì đúng không? Rồi ghi giùm em nha, áo hồng. Áo hồng vừa đọc bao nhiêu bên bán rồi. Rồi áo hồng đọc lại mã nha, 39k luôn. Đọc lại mã áo hồng đi. Trời mới có năm mấy, gần 100 lượt xe thôi đó mấy chị. Quá buồn luôn. Rồi cái set cano này này bán tặng luôn nè. Cái dung bạc không phải là set, cái dung bạc là đồng. Rồi ghi dùm em nhá, set này em tặng mọi người 99.000 luôn. Set này là hàng cao cấp nha mọi người nhá. Đây. Rồi ghi dùm em là set. Má nó hàng cũng bỏng quá. 99k set cano hàng cao cấp nha. Cái này mấy chị nhớ dùm em này, riêng cái set này em dám cam kết là không ai dám bán dưới 180 luôn đó. Tại vì set này nó rất là mắc. Em bán có 145 bây giờ tặng mọi người đây là 200 luôn. Mọi người ơi, set nhiệt tình lên mọi người. Áo hồng cho bà Trương Thị Băng Tâm. Mọi người nhớ chốt một like này nữa là đi đơn nha. Chốt một like này nữa là đi đơn nha mấy chị. Không có dồn được nữa nha. Tại vì chúng đã ngưng like rồi. Xét 99 cho bà bé em. Bà bé em ơi, đã xe bài được bầu chưa? Cầm dung mặt dung xe cho mấy chị. Đây em. Rồi comment giúp em nha. Ừ, lượt xe trong dạo này nó không có thấy bà nào xe luôn ấy. Bởi vậy chúng mới nói là mà sao kỳ cục vậy, không thấy ai xe luôn đó mọi người. Ở hồng của mình lấy chưa? Rồi cái set này nè, cái set này là siêu đẹp mọi người. Nhìn thấy cái set xịn sò không? Quá trời người dành nhau màu vàng không có. Rồi set này xả, set này 180 nha. Xem mấy chị 119 luôn. Ghi cho em là set 119. Cái này nằm trong bom nó mới có sale vậy đó mấy chị. Quần bỉ nha. Rồi ghi dùm em là set 119k giúp bầu nha. Set cano dùng hết rồi. Đầm dùng eo dùng còn một cái hồng thôi à nàng ơi. Đầm dùng mặt dùng còn 3 cái thôi. Hết mất tiêu rồi mấy chị. Cái dùng mặt này là dùng có đủ màu để dùng mặt luôn á. Hàng có tăng đơ, hàng Quảng Châu á. Cái này hôm bữa là 185. Mà bây giờ dùng xem mọi người 130 luôn. 135 luôn. 130 luôn, đi khỏi 35 luôn. Cái này là hàng cao cấp luôn nha mọi người. Có 3 cái 3 màu thôi. Hết rồi. Comment giúp em nha, đầm dung mặt xe cho mọi người trên like 130, hàng có tăng đơn nha, màu hồng nè. Cái này thì bao nhiêu ký cũng vô được hết á, nên mấy chị không cần phải nghe số ký đâu nhá. Cái đầm này bao nhiêu ký nhưng mà cũng đủ màu khóc cái, các bạn nào lấy thì comment lẹ nha. Đây, cái này ghi dùng là màu xanh. Màu xanh, màu dung mặt là màu cam, màu hồng và màu trắng. Có 3 cái 3 màu và hàng đằng sau có tăng đơn nha mọi người nhá. Hàng có tăng đơn như thế này. Ai lấy thì ghi dùm em đầm 130.000 phi size nha mọi người. Cái này không phải là dung, không phải là set, mà nó là đồng như thế này nhá. Bạn nào lấy đồng thì ghi giùm em nha, comment giúp em là đồng. Em ơi em coi lại like trước dùm chị đi. Bây giờ cái đồng rút eo chị không biết nó nằm ở đâu luôn á. Tại còn có 1 cái, 2 cái gì à. Không có biết nó nằm ở đâu hết á. Em cũng có lục ra được nhá. Coi lại cái like lúc trưa của chị đi. Giờ lục cái đồng đó là hết ngày luôn á. Tại còn có 1 cái, 2 cái là nằm kiểu 1.000 cái chị không có kiếm ra được. Ai lấy đầm thì ghi dùm em nha. Đầm màu hồng,
màu dung mặt là màu cam, tầm này đẹp lắm và là một bầu mặt rất là cưng luôn. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh đó, xe cho mọi người 130, và cái này là màu cái này là màu trắng giùm em nha, không hề mỏng nha mọi người, không hề mỏng nha. Rồi ai lấy đầm thì ghi giùm em đầm, lấy đầm đẹp không, muốn lấy hả, comment giúp em là đầm nha, xe bài giúp em đi mọi người. Đầm rút eo giờ coi lại like đi rồi vô đây chốt em ơi, chứ bây giờ chị không có kiếm ra được đâu. Nó nằm có còn nó hai cái là một cái gì luôn á, mà nằm giữa 1000 cái ở đây chị không thể nào đi kiếm được, nó khó nhìn lắm, không có kiếm được đâu. Rồi xét giùm em xét lê, rồi tặng mọi người 99.000 luôn, xét lê nha, lê 99k. Đây ai lấy lê thì ghi giùm em còn có xét không, cái này là xét lê hạt cao cấp á, 99.000. Xe bài giúp em đi mọi người ơi, sao mà trăm mấy người con mà nó bị ẩn comment, sao không thấy comment gì luôn ấy, không thấy một comment nào của bà luôn, nó nhảy cái gì luôn đó mọi người. Rồi ghi giùm em nha, chấm bài cho nó có tương tác với mấy bà. Rồi xếp lê 99k, comment giúp em là lê 99. Rồi mỗi lần lên lên cái view cao cao xíu là bắt đầu nó bị ẩn cái comment đó mọi người, nó có cái comment luôn, bắt đầu view lên cao cao xíu là nó vậy à. 60-70 người thì nó còn thấy được comment, chứ còn mà lên mà tầm 100 mấy nó không thấy comment luôn á. Xếp lê cho Huyền Võ, cái gì á mọi người. Rồi cái này lúc rơi dung xả không biết xả bao nhiêu, quên mất tiêu rồi. Cái này lúc rơi biết mọi người có nhớ lúc rơi dung xả xếp trắng bao nhiêu không, rồi xả cho mọi người 95 đi, hình như lúc rơi dung xả 99 hay sao không nhớ giá. Rồi xe 95 thì luôn, ngố màu đen màu trắng, đây là ngố gấu cao cấp nha mọi người nhé. Ai lấy ngố thì ghi giùm em là ngố nè, cái này là bạn nào lấy là xuất sắc luôn á. Rồi comment giúp em nha, 95.000. Quần nó có một màu nha, cái này là set ngố cao cấp á, quần này. Rồi ghi giùm em là ngố set ngố màu trắng với lại là màu đen, xe cho mọi người lên like là 95.000. Comment giúp em là ngố. Cái áo không là đã 120-130 rồi đó. Rồi ghi giùm em nha, xích ngố kèm màu trắng chị oanh mai, nó bị ẩn comment đó chị ơi, không thấy comment của ai luôn á, không thấy comment của ai luôn mọi người. Quần nó có một màu nâu thôi mấy chị ơi, ngố nha, cái quần này về mấy chị biết được ra riêng luôn này này, như quỳnh là ngố trắng, trắng với đen xả 95.000 luôn, 130 á, xe còn 95. Cái này là dưới 60kg, 62kg mặc vừa, chị Quỳnh mình bom hàng rồi. Rồi ghi giùm em nha, trắng với đen còn hai trắng với một đen thôi, ai lấy ghi giùm em, đồng hồng cho Hồ Thị Hạnh. Xếp lên bao nhiêu ký cũng vô được chị ơi, hàng bên em là phi size nha, dưới 65kg. Rồi ghi giùm em nha, trắng với lại là đen, nó đẹp ha. Và cái áo này về mọi người mặc cái quần sọt cũng đẹp nữa. Rồi comment giúp em nha mọi người, màu đen với lại là màu trắng, set ngố kèm màu giúp em nha, set ngố kèm màu, ai lấy ghi giùm em nha. Loe còn hàng lẻ thôi em ơi, giờ set loe là còn hàng lẻ thôi à, chứ không có hàng là có số lượng á, hầu như là giờ không có hàng gì đó mấy chị, em nghỉ bán rồi, em trong nhà em còn cái gì em xe cho mấy chị cái đó thôi à, chứ em đâu có lấy quần áo về bán đâu, để xong rồi bán tiếp mọi người. Ngày giờ hàng về không có mẫu gì em mặc được hết á, không có bán được, khó bán lắm. Rồi ghi giùm em nha, áo này em tặng mọi người trên like 49.000 luôn, ghi cho em là áo màu đen, áo này là hôm bữa là 85, xe mọi người 49. Comment giúp em là áo 49.000. Hoài Nguyễn một set trắng cho Hoài Nguyễn này, đây ghi giùm em nha, comment giúp em áo hồng kem với áo màu đen với màu hồng, xe với mọi người em không nhận ghé đâu chị ơi, xe tính không em ơi, xe tính lúc đó mặc không còn xe nào vậy đó, em không nhận ghé cho tất cả đơn của kèm đều đi giao hết cho mọi người, cái này chất lên cao cấp này mọi người. Rồi ghi giùm em nha, áo 49k, tại vì em đi giao không có mất ship cho nên là em không có nhận ghé lấy nữa nha. Rồi comment giúp em nha, cái này là ghi cho em là màu hồng 49.000, cái này mọi người mặc set đen cho trung trần, cái này mọi người mặc với lại là áo mặc với lại là quần jean rất là đẹp luôn đó, áo form rất là xịn sò luôn, cái này là chất len nha, comment giúp em.
là áo đen, áo kem với áo hồng. Có hơn 50 nghìn cái áo này. Form này là form co giãn nha mọi người nhé. Kiểu hình bông hàng chị ơi. Comment thêm một lần nữa đẹp chặt luôn á. Rồi ghi dùm em nha. Đây ghi dùm em là bông kem. Rồi bán cái áo này muốn lấy hả trời. Trời ơi bán thôi. Cái chất này. Chất lên luôn á. Nó xìn. Cái áo này mà không lấy. Trời má chưa tin luôn. Có cái xám nè mấy chị. Trời mấy chị ơi nhìn cái màu xám dùm em nè. Giao lúc nào nhân viên gọi cho em cái địa chỉ nha chị. Trời ơi áo này mà mọi người nhìn sao mà mọi người không lấy cái áo này trời. Thiệt luôn á. Có 49.000 luôn á. Cái này là thề, con ong con chuột chuột. Trời cái áo nó xịn kinh khủng luôn. Mẹ ơi. Rồi ghi giùm em nha. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em. Em bông người nào kiểu biết. Nói chung là em bông hàng. Vậy thôi chứ giờ cãi nhau là tới mốt. Chưa cãi luôn á. Chưa cãi xong luôn. Rồi xếp giùm em nha. Phong vừa không phải phong rất tốt. Áo không phải phong rất tốt. Rồi set Mickey giùm em. Có set à? Giá 160. Cái này Mickey hàng siêu cấp nha. Ai ghi giùm em là set Mickey. Rồi comment giúp em. Còn em muốn biết chính xác em bom cái gì, ngày giờ nào, phút nào, em gọi số hotline á nha. Chứ chị không có lên đây cãi nhau bom hàng. Rồi ghi giùm em nha. Phải này ghi giùm em là set 160. Có set Mickey cao cấp không? Này lòi ra hàng bông bông thôi. Set Mickey. Comment giúp em là set Mickey. Rồi mã này ghi cho em là set ngố. Tặng với chị 70 luôn. Ghi cho em là ngố 70. Comment giúp em là ngố 70 nhé. Hình như là vàng view lên cao. Nó càng bị ẩn comment á. Chứ bình thường hôm nay 40-50 là thấy comment đầy luôn. Mà 170-300 người không thấy comment luôn mọi người. Từ nãy giờ cũng thấy comment nhảy luôn á. Rồi ghi giùm em nha. Set 70.000. Như là Facebook nó bị ẩn comment hay sao mọi người. Rồi ghi giùm em nha. Comment giúp em set. Không thấy. Ví dụ như mọi người thấy em trăm mấy người coi là comment nó nhảy lia lịa luôn á. Mà đây lúc trưa là có 40-50 mà cái comment nó đọc không kịp luôn. Mà giờ Facebook không thấy comment luôn á. Bùi thì mẫu kiều là xếp ngố. Rồi áo nu nha mọi người nhá. Thật sự em không thấy comment đấy bà luôn á. Đây áo nu này lúc em xả có 65.000 thôi có cái à. Rồi comment giúp em là áo nu 65. Cho nên là mấy bà ráng á, tương tác comment liên tục cho Dung nha. Ví dụ mà ẩn quá thoát ra vô lại comment tiếp giùm em. Rồi comment giúp em áo nu 65.000. Nu 65. Chứ thật sự không thấy comment của bà nào luôn thì làm sao mà like này. Rồi ba lỗ này em còn có cái để với chị 50 luôn. Ba lỗ dây thừng á mọi người. Ba lỗ này là ba lỗ len thừng nhá. Ghi cho em là ba lỗ len. Ba lỗ nha mọi người nhá. Nu 65 cho anh Thi. Ba lỗ giúp em. Cái áo ba lỗ này siêu đẹp. Comment giúp em là áo ba lỗ. Trời má ơi. Ai đưa được cái set jean này đưa với quân. Rồi set jean siêu cấp giùm em. Set jean siêu cấp. Set jean này còn có set em tặng với chị 100.000 luôn. Set jean 100. Ba lỗ cho mét mốt. Cái nhu đầm là cái nhu mặt là đầm. Rồi ghi giùm em set jean xe 100.000 luôn. Cái này là hàng siêu cấp nha mọi người nhé. Set jean. Comment giúp em là set jean tặng mọi người 100.000 luôn. Má hồi ai mà được set jean này là về mừng lắm luôn đó. Rồi set jean xả tặng mọi người 100. Ba lỗ len nhung hết rồi set riêng cho mẫu kiều. Rồi hai dây xem 119 màu bơ luôn này. Hai dây 119 nhìn giúp em. Comment giúp em là hai dây 119. Rồi xịn sò chưa? Hai dây màu bơ luôn nha. 119 nhìn cái dập ly của nó này. Rồi hai dây 119 nhìn giúp em nha. Comment giúp em là hai dây. Ba lỗ còn cá có phải. Ba lỗ sao đây? Ba lỗ còn cái. Ba lỗ chị xương thu rồi hết. Rồi set gấu tặng với 300.000 luôn. Set gấu còn một set rồi mọi người xịn không? Set gấu 99k. Hai dây cho Oanh Bi, set đi du hết. Rồi
cái này em xả tặng mọi người trên like 99.000 luôn. Cái này là set gấu nha, set gấu 99k, comment giúp em là set gấu 99.000, comment giúp em là set gấu. Rồi bán ơi, set này siêu đẹp luôn mọi người. Rồi set này em xem với chị, cái này hàng siêu đẹp nha, 89.000 luôn. Cái này là theo luôn nha, set này 130. Rồi xe 89 ghi cho em là set. Rồi bán xin chưa, quần này. Rồi ghi cho em là set LV89 luôn. Cái này là theo luôn nha mọi người nhá, comment giúp em nha. Set gấu cho Lê thì Thu Thủy thấy Nguyễn Thu. Rồi comment giúp em nha, mã này LV89K, mã hơi nó đẹp. Cái này theo full mà form siêu to luôn nha mọi người. Cái set này là siêu xịn luôn á, hàng Thái nha. Set đỏ như Quỳnh, Mộng Kiều, Oanh Bi. Comment giúp em là LV. Má ơi sale quá đẹp, có 89.000 thôi đó. Mà mọi người nhìn cái áo này, đừng có quan tâm, đừng quan tâm cái quần. Cái áo xịn sò chưa. Áo này về mọi người có cái quần ngố, quần ngố màu đen mọi người phối vô cũng rất là đẹp luôn. Rồi ghi cho em nha, set 89.000 còn 2 set. Đẹp ha, theo luôn nha mọi người nhá. Rồi set 89k, ghi cho em là 89k giùm em. Ăn phay set 89, còn set nữa mấy chị. Rồi áo này tặng luôn 50, áo Quảng Châu á, cái này bán tặng nha 50. Ghi cho em là áo 50.000, áo 50 LV cho Lâm Chi. Con ơi, Trâm ơi, rồi ghi dùm em nha, 50.000. Ghi dùm em là áo 50, áo 50, áo 50 cho chị Sương Thu rồi hết. Rồi mã này, rồi cái đồng này là gọi là cái đồng mà em bán chắc phải là không dưới 50.000 cái rồi đó. Cái đồng này này, rồi em thề mọi người bán 2 năm về trước tới bây giờ rồi. Cái này em xả 119.000 luôn. Có cái đồng màu vàng 119, đầm dung mặt còn cái á, đầm dung mặt còn đó mọi người, áo đuôi thế rồi, đầm sấn ngực cho Hoài Thương Dương rồi hết. Còn một cái màu xanh với màu đen nữa này, cái đầm này là sót lại em xả 119 luôn nha. Còn một cái đen hết rồi chị, còn một cái đen, ô đầm này nó đẹp. Còn một cái đen với một cái xanh rêu, bà nào lấy thì chốt. Cái đầm này hôm bữa em có, em có bụng hầu em mặc luôn rồi đó mọi người. Cái này là của em đợt trước em cũng đẹp. Rồi còn một xanh rêu, một đen, đẹp ha. Trời ơi, cái đồng này nó đẹp lắm, mà hàng rất là xịn luôn đó. Ai lấy xanh rêu thì chốt giùm em xanh rêu. Chị Sương Thu cho em cái màu thôi, chị Sương Thu đi cọc giùm em với nha, nhiều lắm rồi. Rồi cái này ghi cho em là xanh rêu đen nhân VT Huế. Cái này bầu với là bằng cái tháng cuối luôn, vàng một cái nào nên. Cái chị Sương Thu và xanh rêu cho Lâm Chi. Còn cái rêu cuối cùng, còn cái cam hả? Còn cái rêu nào không? Chúc Phận Linh đây là rêu. Vậy là còn một cái cam đó mấy chị ơi. Còn một cái cam, một cái nu. Ai lấy thì ghi dùm em nha. Cái đầm đèn xả còn có 119 thôi. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Hết rồi mấy chị. Còn một cái tu này, bà nào lấy tu thì chốt. Cái này em hết rồi, còn nó mấy cái em xả. Còn một cái tu với một cái cam thôi. Ai lấy tu thì ghi dùm em hết reo rồi mấy chị ơi. Hết rồi, hết rồi. Còn không? Rồi còn một reo hả? Reo cho Hoài Thương Dương. Rồi ai lấy thì ghi dùm em. Ngọc Tú Lê rồi hết. Rồi mã này em còn một cái màu cam với một cái màu màu nu thôi là hết luôn á. Các cái đầm đẹp ha, bao vừa luôn. Cái này 55-60kg mang vừa luôn á. Chị Thương Thu có vàng rồi. Cái này là full hai lớp nha, hàng loại vừa của mấy má, không phải hàng loại tay đâu. Nè thấy không, ở hàng xịn như vậy luôn. Chị Thương Thu có vàng rồi. Em còn một cái màu cam với một cái màu nu. Cái màu nu đẹp không? Màu nu siêu đẹp luôn. Màu nu á mấy chị, ai lấy nu với lại là ai lấy nu với cam thì ghi giùm em là nu với cam nha, đẹp ha.
qua tới chuyện luôn rồi. Ở cái này siêu đẹp luôn, đẹp lắm. Cái đầm đó mấy chị mặc chị ăn cũng đẹp, đi đi biển cũng đẹp. Hai lớp á, rồi má xét này. Cái này 207 sale luôn, cái này có 2 set thôi. Bạn nào lấy set này trông đẹp, má set này dễ thương như vậy trời. Rồi mấy chị nhìn hàng này. Rồi ghi dùm em nha, set. Rồi set này em xả cho mọi người trên like 115 luôn đi. Đó. Rồi set này 108 rồi, xe 115 ghi cho em set hồng. Rồi má không đẹp không lấy tiền luôn. Lấy chị một cái nón đen cho em, nơi đen á hả? Ok chị. Báo set này đẹp quá. Rồi ghi dùm em set hồng, má 115. Dễ thương không? Rồi ghi cho em đồng 115. Trời ơi mọi người nhìn hàng này, form không đẹp em không lấy tiền luôn á. Hồng 115 dùm em nha. Cái này là mặc là auto dễ thương luôn. Ghi cho em là hồng 115 nha mọi người nhá. Đẹp ha. Tụi biết thật nha, mày tụi in đâu mấy chị. Chị Thu Thủy xét hồng 115 cho mấy chị nhá. Ai lấy hồng ghi dùm em là hồng 115 cưng ha. Form rộng giống quần, quần suông nha. Bạn nào hỏi xét quần suông này dễ thương không? Ghi cho em là hồng 115, mặc lên là bao cưng luôn á. Những cái chất đẹp chưa? Rồi ghi giùm em là hồng 115. Comment giúp em là hồng 115. Đầm đó còn một cái màu trắng nữa nè mấy chị. Chấm bài giúp em thôi. Nè đầm còn một cái màu trắng nè. Đã có một cái duy nhất. Ai lấy đầm trắng rồi nó trắng đẹp chưa? Trắng có một cái à. Ai lấy đầm trắng thì ghi giùm em là đầm trắng nha. Trắng giúp em 115. Comment giúp em là trắng. Nó đẹp xuất sắc chưa mọi người? Có cái trắng à. Cái này là full hai lớp cho nên là không có sợ gì hết đó mọi người. Hồng 115 cho Ngọc Phụ. Rồi ghi cho em là đầm trắng 119. Mọi người ơi, khách mới lên cho em số điện thoại nhá. Khách mới lên được cả địa chỉ luôn càng tốt, không thì phải cho em số điện thoại cho mọi người. Tất cả đơn đều phải cho số điện thoại á. Không có số điện thoại không có ra đơn được mấy chị đẹp. Cho em số điện thoại nha. Khách mới không có số điện thoại không có ra đơn được đâu. Trắng cho Nguyên Loan, trắng cho Bạch, đấy trắng hết hả? Không có trắng, Bạch Mã Dương không có trắng. Xét hồng 115 cho anh Thi, rồi má hồng của bên Thi Thủy luôn. Món còn cái nào đưa lại chị đem thôi. Rồi má ơi, hai dây cao cấp. Trời ơi, hai dây đẹp còn có xét hả mấy chị? Hai dây này là ổng ôm nha, đẹp. Hàng len loại 1. Rồi ghi giùm em nhá, hai dây màu nu. Hai dây màu nu này để đó vậy? Không có em chạy luôn rồi đó chị. Rồi hai dây giùm em nhá, hai dây em xem 1.2 luôn. Đây hàng xịn nha. Hai dây 120. Hai dây 120. Nón này em còn có hai cái thôi. Bạn nào lấy nón ngũ sắc thì ghi giùm em. Cái này là hàng tùn ong nha mọi người nhá. Đây, không phải hàng rẻ đâu. Cái nón ngũ sắc này em còn có 1 cái, 199 thôi. Nón này là 350 nha mọi người. Xe cho mọi người trên line 199. Cái nón này mọi người mua bất kỳ đâu cũng vậy hết á. Đều giá rất là mắc luôn. Nhưng mà hôm bữa em xe cho mấy chị là xe thanh lý còn có 199 à nha. Mai mấy người có người gọi điện chốt đơn nha. Rồi ai lấy nón ngũ sắc thì ghi giùm em là nón ngũ sắc. Tại nón này á là em bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà có lần này em xe 199. Cái nón này là hàng rất là xịt nè. Mọi người nhìn hàng của em này, không phải hàng rẻ đâu. Rồi ghi cho em là nón ngũ sắc giùm em nha. 199.000. Cho chị lại xét nu đây. Rồi xét nu 2 dây xe 119. Nu 2 dây xe 119k. Đây, xét này là xét 2 dây nha, xe 119. Comment giúp em là nu 119 nha mọi người. Ai lấy nu ghi giùm em là nu 119. Để em mặc cho em xét. Đầm chung mặt có ai lấy không? Đầm chung mặt còn có cái thôi đó. Đầm chung mặt còn có cái. Bạn nào lấy thì chốt nha. Đầm chung mặt xe cho ta luôn. Đầm chung mặt ai lấy không? 130. Ai lấy đầm chung mặt thì chốt nha. Đầm chung mặt 130. Bạn nào lấy đầm em mặc thì chốt nha mọi người. Thank you.
đẹp lắm. Rồi em không bầu mà em còn mặc còn đẹp như thế này. Mấy chị nó không có bầu là mặc đẹp cỡ nào luôn á. Nụ 199 đẹp ơi. Tôn Trần có hồi nãy có xếp đen không có? Xếp tôn 119 còn không? Đưa đưa chị lấy xếp tôn đây. Mũ là sale 199 là 200 đi em. Bóng sắc á. Nè, xếp tôi còn một xếp với một xếp đỏ em mặc. Đẹp sắc luôn á. Em đang có bầu mà còn mặc đẹp như thế này, chứ không có bầu mặc đẹp cỡ nào nữa. Form quần của nó là form ôm thế này nhá. Rồi ghi giùm em nhá, nu với lại là đỏ giùm em nhá, đỏ đô luôn. Rồi ghi giùm em là nu với đỏ. Comment giùm em là nu với đỏ nha. Rồi đầu này còn một cái hồng với một cái đỏ luôn này. Đỏ cho trăm lê. Em đặt thử ở trước đơn đi luôn được nhá. Nhưng mà nhắn tin vòng bay giùm em là kêu đi đơn luôn. Rồi đầm đỏ em còn cái xem 119 đầm nha, ghi cho em là mã đầm. Còn cái đỏ đầm sẵn ngực á, với một cái hồng thôi. Đầm đỏ với hồng đó, đầm siêu đẹp. Đỏ với hồng giùm em nha. Xe cho mọi người 119. Còn hai cái à, một đỏ với một hồng như còn nu đúng không. Đầm này là em siêu rẻ luôn á. Đầm đỏ cho anh Bi. Trong đây có xích đỏ rồi em. Rồi còn một cái màu màu cam với màu nu nữa. Đầm này đẹp lắm. Đầm này mà bà nào không để lại một cái mặc nó hơi phí luôn á. Còn cái màu màu cam nữa nè. Còn cái màu cam với cái màu nu. Màu đỏ với màu hồng. Xe có 119 thôi đó. Ghi cho em là đầm nhá, full hai lớp sẵn mực á. Đầm này em bán không biết mấy nghìn rồi đó mọi người. Đó, ai lấy thì ghi giùm em nha. Đầm kèm màu cam nu đỏ với hồng. Màu hồng đẹp chưa? Ai lấy thì ghi giùm em nha, full hai lớp luôn. Bạn nào lấy thì ghi giùm em. Nón này em còn một cái xe 149 luôn. Ghi cho em là nón nón đen nhá, 149. Comment giúp em là nón đen 149. Nón Balenciaga mà hôm bữa em like nước hoa mọi người dành nhau. Còn có cái ghi cho em là nón đen 149. Này bữa em xe 108 á. Chị đặt đi đã, chị đặt rồi sau nhắn sau. Minh Ti Nguyễn là đầm hồng. Chưa đặt mà nhắn cái gì. Chưa có đơn mà. Rồi ghi giùm em nha. Mã này ghi giùm em là nón 149 màu đen đó mọi người. Em sẵn tặng mọi người 149. Nón 149 nha mọi người nhá. Đây cái nón này ghi giùm em. Set em mặc còn một set đen này. Set em mặc còn một set đen. Set em sale có 119 à. Đập giá sale 120 chị ơi. Này set em mặc có set đen duy nhất. Ai lấy set đen thì ghi giùm em. Quần là quần form ôm hàng loại 1 nha. Đó, set em mặc có set đen thôi. Ai lấy thì nhanh tay chốt nha. 119 à, 115. Ghi giùm em là đen nha. Set em đang mặc á, rồi còn một đen. Các hồn vải nó đẹp kinh khủng luôn á trời. Các vải đã ghê. Các vải siêu đẹp luôn. Có 119.000 thôi đó mọi người. Quá mèo luôn á. Này, sale quá rẻ luôn. Mọi người nhìn cái form quần là mọi người biết hàng xịn rồi. Rồi ghi giùm em nha, set đen 115 rồi, 119 ha. 119 ha. Rồi ghi giùm em nha, set đen 119. Các vải đẹp kinh khủng. Khách không có cầm được chất vải nhưng mà khách không chốt. Để đâu mà khách cầm được cái chất vải nó khách xịn luôn. Thì các mọi người, bà nào mà cầm được cái chất vải thì set em đang mặc chất chốt phủ màu luôn á, xịn lắm. Ôi đầm rút eo còn cái màu trắng này. Đầm rút eo còn cái màu trắng. Đen như chị Tuyết Hoàng. Đầm rút eo này lúc đó chị xem bao nhiêu đây? 120 hả? Xét chị mặc đến 60kg là thoải mái. Tại chị đang bầu 7 tháng. Đẹp không? Nó bầu 7 tháng mà mặc cái phong quần nó còn đẹp như thế này. Rồi đầm rút eo màu trắng có cái là xe 120 luôn. Đầm rút eo hàng loại 1 nha, sale 120, có cái này mua để dành cho tiệc. Rồi đầm rút eo 120, ghi cho em là đầm rút eo 120, cái gì mặc đẹp lắm. Trời ơi, biết rồi má ơi.
Nón này đúng không? Em làm gì có nón trắng sọc đen chị? Ừ, cái chốt ở trên trời đâu ra luôn á. Rồi ghi giùm em nha, quần size M sale 75. Quần size M sale 75 mọi người làm em rối theo luôn đó mọi người. Em hiểu cái mã của mọi người, cứ làm em rối theo là chết á. Rồi ghi giùm em quần. Quần 75.000 size M. Quần 75.000 size M. Lâu lâu mọi người phán những câu mà em phải lục lại trí nhớ luôn á. Cái bà trung trần thì bà chốt cái set gỗ đen từ cái thời nào. Cái set này vừa mới lên cho được 10 phút kêu là em không lấy set này. Mà trong khi đâu có chốt cái bà set này đâu. Chốt cái bà set gỗ đen 90 mà 95 mà. Mà cứ lâu lâu mọi người vô nói với em không biết mọi người đang nói cái gì luôn á. Quần 75 cho An Khanh. Rồi set này. Set này em share cho mọi người 89.000 luôn, 160 mà sale 89 á. Rồi ghi cho em là set 89. Qua mẫu lâu rồi, chốt lâu rồi, đừng có nói lại nữa mọi người. Làm em bị phân tâm á. Em không biết là đang nói cái gì luôn á. Rồi ghi giùm em nha. Còn không á thì muốn biết chắc chắn hôm sau có nhân viên gọi điện chốt đơn kêu nó chụp cho coi. Comment giúp em là set cô gái hàng siêu cấp, sale 89.000. Lâu lâu vô chọn cái em không biết mọi người đang nói cái gì. Mất công cứ lột lên lột xuống nữa. Xe 89 như heo mignon. Rồi hết. Rồi comment giúp em, xét giùm em nha. Xét caro giùm em. Caro em xe 130 luôn. Cái này caro 240 mọi người. Xe cho mọi người 130. Caro cao cấp 130 cái xét này mặc nó sang chảnh nha. Caro 130 giùm em. Dưới 60kg bao vừa. Caro 130. Comment giúp em là caro 130. Caro 130. Rồi má ơi, xét này siêu đỉnh luôn. Xét 89 xong xét rồi. Rồi mọi người nhìn hàng rồi. Đó. Rồi xét này xả tặng mọi người ngố. Xét ngố u xì nha. Xem 99.000 luôn. Rồi mấy chị nhìn hàng này. Ngố 130. Xét cô gái là xét gì? Xét cô gái hết rồi mấy chị ơi. Rồi ghi giùm em nha. Ngố má ơi. Màu trắng với là màu đen. Ngố này em xả mọi người 99k. Ghi cho em là ngố 99. Caro Diệu Anh Hồng. Rồi má nó xịt. Cái này là phụ kiện Quảng Châu luôn đó mọi người. Đỉnh chưa? Má đẹp quá trời đẹp luôn. Ngố hai màu giúp em nha. Màu đen với lại là màu trắng. Rồi má ơi nó đẹp. Mọi người nhìn cái phong quần này. Đã ha. Rồi ghi giùm em nha. Ngố trắng cho Oanh Mai. Oanh Mai đi cọc luôn giùm em nha. Oanh Mai đi cọc luôn. Trắng với đen giùm em. Má đẹp ha. Này là theo luôn nha mấy bà, nguyên cả cái con này là con Gucci theo luôn, thấy không? Rồi ghi giùm em là trắng với đen. Set ngố này là siêu siêu vip luôn đó mọi người. Comment giúp em là set ngố kèm màu trắng với đen, set cô gái em hết rồi chị ơi. Đúng rồi, cọc 200 là số tài khoản. Rồi ghi giùm em nha, ngố Gucci. Cái này là áo phông rộng giấu quần luôn, kèm theo cái quần. Comment giúp em là ngố đen với ngố trắng. Đẹp quá trời đẹp luôn đó mọi người. Này là con Gucci. Cái này là không phải là thêu vào mà nó là một miếng như thế này người ta may vào luôn á. Form rất là đẹp. Comment giúp em là ngố kèm màu nhá. Trắng với lại là đen. Con xét xanh rồi đó. Xét xanh của Việt này. Con xét xanh. Ai xét xanh thì chốt nha. Nó màu xanh đẹp quá. Comment giúp em là xanh nha mọi người. Xanh quần đen luôn. Ai lấy xanh thì ghi giùm em là xanh này. Rồi mấy chị nhìn cái quần này. Rồi ghi giùm em là xanh nhá. Rồi má màu xanh đẹp quá. Comment giúp em là xanh. Chấm bài giùm em nha mọi người ơi. Chấm bài giùm em. Xanh cho mình. Chấm bài giùm em đi trời. Sao bữa nay bay nó bị ẩn comment hay sao mấy má ơi. Ha. Mấy chị thấy không? Mình có rồi. Bên đây nó bị ẩn comment sao á. Bình có rồi, bình có rồi, bình ơi. Rồi ghi giùm em nha. Còn đầm nhiều lắm. Rồi ghi giùm em nha. Xét xanh 100 còn xét nè. Màu nào cũng đẹp luôn đó mọi người. Xét này là siêu đỉnh, siêu đỉnh, siêu đỉnh. Rồi ghi giùm em nha. Màu còn 100.000 thôi em ơi. Em còn
cho một xét xanh á, rồi xét niêm mặt còn xét màu hồng này, xét niêm mặt đẹp bắt cậu trên xét xanh này. Rồi xét niêm mặt còn một xét màu màu hồng, xét niêm mặt đẹp lắm luôn, má luôn vải nó đẹp, còn một hồng. Quần là quần phong ôm nha, đây với chị những cái phong quần của cái xét em đang mặc này, phong không đẹp không lấy tiền luôn á, siêu đẹp luôn. Rồi xét giùm em sale 120 thôi, xét là 170 sale 120. Rồi ghi giùm em nha, xét 120 giùm em, vải không đẹp thối ngược lại tiền cho luôn. Quần là phong ôm sát luôn nha, ghi em là màu đỏ với lại là màu hồng. Ai lấy cái giùm em là đỏ với hồng nha mọi người. 2 giây. Đỏ với hồng em đang mặc á, comment giùm em là đỏ với hồng nha. Đậm hả? Đậm nhiều lắm mà còn lẻ lẻ không ạ? Ngồi coi đi. Rồi đậm 2 giây giùm em xoắn ngực. 2 giây xoắn ngực giùm em. Ok nha anh Mai ơi. Đây. Đậm cô ba đó mọi người. Cô ba nó trắng da. Xe 119. Em chụp lại màn hình gửi inbox trong trong inbox của chị Dung đi. Rồi ghi giùm em nha, mã này ghi cho em là 2 dây xanh 119.000. 2 dây xanh ghi chị cái màu của cái đầm này nữa luôn. 2 dây xanh 119. Còn một nu nữa nè, một nu với một cam, một nu với một đỏ. Một cam. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em đồng. Đầm này đồng sẵn được em bán hot rồi là hot. Còn nó mấy cái. Xả có 119.000 thôi đó. Cái này đi dùng mềm lờ màu cam nha. Cái này là full 2 lớp luôn này. Còn một vàng với một nu nữa là hết. Đầm này là sale rẻ nha mấy chị nhé. Ai mà mua được cái đầm này của nhà em là 110.000 là quá bèo luôn đó mọi người. Cái này đi dùng em là màu vàng nha. Màu nu. Màu nu màu vàng. Full 2 lớp nha mọi người. Từ trên xuống dưới là lót 2 lớp hết. Màu luôn. Đó, ai lấy thì ghi giùm em màu. Màu nghèo, màu màu huyền màu. Trời, em còn xếp lê này xả luôn. Xếp lê. Chấm bài đi mọi người. Rồi nó đã hay ở comment rồi mọi người còn tưởng gắng là xếp cô gái. Xếp cô gái này là phải đứng cho mấy chị. Áo con gái bán lúc trưa vừa mới xem 100.000 xong. Rồi những cái quần này. Rồi set lê xe 135. Ghi cho em là lê 135. Cái này còn có 2 set à. Lê hàng này là hàng 2XX lận nha mấy chị nha. Set lê 115. Nhìn cái áo mà mấy chị biết hàng xịn rồi. Rồi set lê 135. Ghi cho em là lê 135 giùm em. Ai lấy set lê ghi giùm em. Đẹp quá ha. Cái quần còn chưa được như thế này luôn đó mọi người. Cái quần còn chưa có giá 135 á. 135 hay 115 nói lộn á. 135 nha. Xếp lê cô gái á. Có 2 xếp thôi. Nè. Nè in 3D rất là đẹp luôn. Ghi cho em là lê 135 nha. Comment cho em là lê. Cái này đẹp quá ha. Đẹp quá. Để mọi người phong quần lê này. Bé sữa lê 135. Sương thu lê 135. Lê này lê 135 còn một sách đen nữa nha mấy chị. Còn một con màu đen. Ai lấy lê đen 135 nữa thì yêu em đen với trắng. Có một sách len màu đen nha mấy chị. Đẹp không? Trần My, chị xếp này chị Trần My lấy màu trắng đúng không? Em còn một sách màu đen này. Ai lấy đen không? Quần nó một màu nha. Quần nó một màu mấy chị. Để dưới nha. Quần nó ai lấy thì ghi giùm em còn một đen á. Còn một đen. Ai thêm đen hoặc là ai lấy đen thì chốt giùm em nha. Đẹp. Còn một đen. Một đen đến một trắng nữa là hết. Quần nó giống nhau nha mấy chị. Nó khác cái áo thôi. Đẹp ha. Rồi cái áo này mấy chị. Áo là form siêu rộng. Cái này mấy chị biết ra riêng rất là đẹp. Đen với lại là trắng. Ghi cho em là set cô gái kèm màu giúp em nha. Đen trắng, trắng đen. Đẹp lắm. Trời ơi. Phong của nó gọi là đỉnh nha. Đỉnh luôn đó mọi người. Phong không đẹp em thối một lại tiền cho. Cái đai quần này. Đai siêu đúng luôn.
Vi luôn nha. Ai lấy cái giùm em nha, gửi địa chỉ ở Bà Rịa, ok, đủ địa chỉ nào. Cái giùm em là đen với trắng, giùm em giúp em là màu. Xếp lê mọi người, đem cái màu, màu trắng cũng đẹp. Nói chung là xuất sắc, giùm em giúp em nha. Ok ok, mấy chị chốt em chốt màu trắng cho hết á, không có lo nha. Mấy chị chốt em chốt cho màu trắng hết á mọi người. Rồi xếp lại còn xếp, 2 dây xanh 119 là cái gì? Hai dây xanh 119 cho cô nha, cô dài. Lên vừa xếp lên, ngồi coi đi em. Lên lên 400 mẫu, không lừa được mẫu nào là không lừa được mã nào nữa đâu. Hết rồi đó. Xếp cô gái có mấy màu, hai màu á chị. Đưa lên chị. Xếp cô gái này đẹp lắm luôn đó bà Hải, thề luôn đó. Cái xếp 240.000 lận đó. Linh Đan đen 135 Linh Đan thuê bao em ơi. Có cho sai số điện thoại không? Hôm bữa gọi thuê bao nằm trong danh sách rồi đi cọc đi em. Nè, đã không? Ta nhìn cái áo thôi mấy chị là biết thằng mắt luôn á. Nè, cầm lên cái chất áo này. Đó, quần nó một màu hồng nha. Nó chỉ khác một cái màu áo là áo trắng với áo đen thôi. Ghi cho em là lê đen. Đen cho bà Thu Hải, cái này đẹp lắm. Thật đó, 240.000 mà giờ xem còn có 135 thôi đó mọi người. Vải nó rất là xịn, vải xịt lắm luôn đó mọi người. Cái set này là mọi người bỏ ra là đáng đồng tiền bát gạo. Mua 200 mấy không tiếc mà giờ mua 135 tiếc là xịn luôn. Rồi ghi giùm em nhá, trắng với đen, còn một trắng à. Rồi set này em xả luôn. Set này em share cho mọi người trên live 120. Set này là được trong Tết bán rồi. Xe 120 nha, ghi cho em là set xanh 120. Vải này là vải siêu cấp cho mọi người, nhìn là biết hàng xịn luôn á. Rồi xếp đen lên trắng cho anh Thi, đen cho Yến Nguyễn. Lên trắng là xếp gì đây? Lê chứ chị Nhung Mai comment lại của em là lê trắng đi. Lên trắng mà không phải, sợ lột mã. Comment lại cho em là lê trắng, kèm số điện thoại. Rồi xếp xanh 119, rồi má không chất này. Xếp xanh 119, trời ơi, những cái phong quần này sang ha. Rồi xanh 119, comment giúp em là xanh 119. Chứ em chuyển khẩu cọc chị ạ, đen 135 lên Linh Đan nhớ, đi chuyển cọc đi em. Cọc giúp chị đi Linh Đan luôn. Lê trắng cho chị Nhung Nai. Rồi hết trắng luôn, còn một lê đen cuối cùng. Rồi xếp 119 giùm em lụa Latin nha mấy chị nha, lụa Latin. Cái này viền của nó là may chứ không phải là in nha. Rồi ghi giùm em là set xanh, xanh với hồng với kem. Này là em xả luôn á, cái này là 185.000. Cái set này không xịt, giống như hàng với chị mua 200 mấy ông ngoài, mọi người cứ trả lại em. Này, này là màu hồng. Má ơi nó đẹp. Màu hồng giùm em nha. Rồi mọi người cái form này. Màu hồng với lại là màu kem. Có 119.000 thôi đó. Trời ơi mọi người nhìn cái màu kem này, cái nút thôi rất là xịt luôn. Rồi màu kem giùm em nhá, 119. Ôi trắng sang kinh khủng luôn mấy má ơi. Rồi ghi giùm em nhá, 119. Comment giúp em là set kèm màu. Đó, không sang không. Comment giúp em là 119. Cái này là màu kem nhá. Màu kem màu hồng. Màu hồng nhá. Mọi người ơi chấm bài lại của em cái. Cái này là màu hồng và màu xanh đẹp ghê. Chấm bài hộ em cái mọi người. Sợ nó bị ẩm, bị comment lắm. Facebook bây giờ sợ lắm luôn đó mọi người. Ai cũng khóc trời khóc đất về Facebook luôn á. Like không có thấy được comment luôn. Comment giúp em nha. Khách mới lên số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Comment chấm bài giúp em đi. Khách mới lên số điện thoại giúp em. Khách mới phải có số điện thoại thì mới ra view được nha mấy chị ơi. Có số điện thoại không có ra view được đâu nha. Số điện thoại kèm mã một dòng. Rồi áo 50.000 màu hồng. Còn cái sao tự dưng nó áo hết ra người ta mà yếu hả? Size 119 cho Su Su. Hả? Ủa sao tự dưng nó khách áo ra hết ta? Mọi người ơi có coi được không? Sao tự dưng không thấy hai như vậy? Chứ còn nó cũng
mấy năm mấy à, tôi tự nhiên bị tụt một phát xuống ba mấy người ghê á. À 50 xương thu đi cọc. Xương thu đi cọc đi chị ơi. Cọc của em 200 nghìn đi. Của chị mười mấy sản phẩm đó. Rồi xếp ngố Balenciaga sale à 90 ngố giùm em nha. Em một set hồng cho chị Hoài Nguyễn 119. Set nó đẹp lắm. Rồi ghi giùm em ngố 90 nha. Ngố 90 chấm bài lại giùm em sao tự nhiên nó bị ao ra quá trời người vậy ta. Rồi comment giùm em nha. Comment giùm em. Ôi set này còn một set đen nữa chị. Thì luôn á, bà nào khách quen là chúng khuyên lấy một cái set này này. Mọi người nhìn cái nút của nó này. Xịn sò không? Rồi có 119.000. Quá xịn luôn. Rồi còn một đen nha mọi người nhá. Ngố cho Thu Diệu. Chị Sương Thu đi cọc cổ Dung với. Chị ơi em nhắc từ trưa tới giờ chị không cọc cổ em. Rồi má ơi cái set này. Còn một set đen rồi mới chị nhìn hàng giùm em nha mọi người. Nhìn có phải siêu phẩm không? Rồi cái dép là set đen 119. Siêu đẹp luôn đấy, không phải siêu phẩm nha. Đen 119 giùm em nha. Cái này là lụa Latin á, vải rất là đã luôn. Đen 119 giùm em nha. Ai lấy đen thì ghi giùm em là đen. Đen 119. Comment giùm em là đen nha. Rồi set bell. Ví dụ như mà khách quen mua 6-7 món không có sao hết. Nhưng mà của chị là tính tặng hàng
đâu chỉ nói em ghê tội nghiệp em. Nguyễn Oanh có rồi, xét này 99k. Ráng đi cọc giùm em đi mọi người, chứ ai cũng mua mấy chục món rồi. Ví dụ như lỡ nha, em nói lỡ thôi, mà mấy chị không nghe máy hoặc là để em xả ra mấy chục món có cột tội em không, đúng không? Em biết là đặt nhiều trường hợp nhiều người ta sẽ không nghe máy. Cái này là em phải ăn chắc mặc bền mọi người, tại vì hàng đã sale lỗ rồi mọi người, chứ không phải là hàng em sale còn lời ở đây nữa. Nên mọi người hiểu giùm em chứ không phải là ấy đâu mọi người, chứ không phải là em ghê gớm đâu. Trời, bán hàng ơi, bán hàng nhiều khi á nói nhiều quá mọi người ghét em á, thật sự luôn. Bán hàng mà gặp nhiều người bom quá sợ, thử ra là mọi người ghét em luôn á. Máy chỉ sắp hết pin á, bị giật quá, giật lắm hả? Mua con với em, hai ba người nói giật luôn kìa. Đó, còn pin nó mới chỉ 20% nữa mà, có giật không mọi người? Mọi người phải thông cảm cho em chứ không phải là em khó khăn hay là bán hàng được em mừng muốn chết luôn đó. Em thấy một người mua nhiều em còn mừng ấy, giật lắm chị. Pin ra coi nào. Được chưa mọi người? Nó có giật nữa không? Vì mà 4-5 người kêu giật thì em tưởng là bị giật nè. Bà Ngọc Tú Lê cũng kêu giật, Nguyễn Loan, Trần Thảo cũng kêu giật nè. 3-4 người kêu giật luôn á. Loại áo 60. Rồi áo 60 em còn có cái áo xanh. Mày ba người kêu giật em mới hỏi mọi người á. Có giật không? Mày chắc tùy mạng của mỗi người mấy bà ơi. Rồi áo xanh giùm em nha. Comment giúp em là áo xanh. Làm em hoang mang cùng chị Hương luôn á. Linh Linh, chị Sương Thu đừng có giật nha. Cái đó là em phải, cái đó phải quy luật chứ em đâu có chửi bới hay gì đâu mà chị nói em ghê luôn. Buồn ghê. Rồi ghi giùm em nha, comment giúp em. Set này em xem mấy chị 85 có set à. Set vàng 85 nha mọi người. Vàng 85. Comment giúp em là vàng 85 nha. Nhiều khi bạn hàng mình bắt khách thì còn nhiều người ta cũng quạo luôn. Tội nghiệp em ghê. Rồi comment giúp em nha, vàng 85. Biết sao luôn á, biết mà sợ khách luôn mọi người. Thế mà như Nguyễn Anh, nếu mà sợ khách chật luôn á, nhắc không dám nhắc nhiều ngại lắm. Mà nhắc nhiều mấy bà, ví dụ mấy bà mà mua mấy lần rồi mấy bà hay nói á. Mà tại vì nhiều người mua nhiều, người ta hay không nghe máy lắm mọi người, khách quen cũng vậy á. Nên là em sợ lắm mọi người. Rồi set này xem 119, còn một set màu nu nha. Cái này đẹp lắm luôn. Ngại, là nó chán. Rồi ghi giùm em nha, set 119. Cái này là set baby doll đó mọi người. Siêu đẹp luôn, à, cái màu siêu tắm da luôn á. Ghi cho em là set nu giùm em. Nu, nu nha. Comment giúp em là set nu nha mọi người. Nu. Rồi set siêu hồng. Ghi cho em là set hồng, à, set này là siêu VIP luôn á. Trời ơi, đẹp chưa? Trời ơi, má ơi. Trời ơi, cái set. Rồi set này em xem mọi người 145 luôn đi. Má ơi, set này đẹp quá. Ai mà giành được set này là VIP lắm luôn á. VIP nhất cái buổi live luôn á. Rồi ghi giùm em là set hồng nha. Áo là ôm thế này. Rồi comment giúp em là set hồng 145. Cái này hàng siêu VIP luôn nha mọi người. Hồng 145, cái này đẹp quá ha. Set hồng cho chị Thu Thủy. Coi còn set nào không? Nó đẹp quá. Đẹp còn 3 set cho Hồng Huy với Út Sương. Là còn 1 set á. Mi Kiều. Rồi hết. Ca mục là 220.000 một lọ. Út Sương có rồi. Mua 3 lọ được giá sỉ 450.000. Rồi em còn 1 đen với 1 cam là hết luôn. Hết rồi mấy chị ơi, cái này mắc lắm mà, em xem có 145 à. Nguyễn Anh có xếp vàng, còn một đen này. Hết rồi, còn một đen. Đẹp ha.
bà nào không lấy được là khóc luôn á, đẹp lắm luôn á. Còn một cam với một đen là hết luôn. Hello chị Hiền Ly. Còn một đen với một cam. Ai lấy đen với cam thì chốt giùm em là đen với cam nhá. Trời đã ơi, một cam. Này mũi vào quá xét à. Ủa nó xịt lắm luôn đó mấy chị. Này. Còn một đen với một cam hết hồng rồi Thủy ơi. Còn đen với cam hai set à. Hết rồi. Cái đai quần nó đã lắm luôn đó mọi người. Rút dây nha. Nè, nhìn cái đai quần này. Hết hết hồng rồi, còn một đen với một cam luôn là hết sạch luôn. Cái này là áo ôm như này, chị Hồng My có hồng á chị. Em còn một đen với một cam là hết luôn nha. Rồi cái này mà mọi người đủ cho em cái nón đờ y màu đen vô một đồ ngắn không? Đẹp ha. Nè. Má ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. Rồi ghi giùm em nha. Set màu đen với một màu cam đẹp lắm luôn. Cái này mix cái nón này vô nữa đỉnh luôn. Có 145 à Ly ơi, đẹp lắm. Đó, mix cho em cái nón, cái này hàng tuần Âu xịn lắm luôn. Hàng này 300-400 nghìn đó. Em để với chị trên like còn có 199 nghìn thôi. Đó, mix cái nón này đi vô nữa xỉu. Nón đời y cho ủng xương. Cái nón này em bán cái này hàng tuần Âu 350 của em á. Mà em sale còn có 200 nghìn nè. Cái này hàng mắc cho mấy chị, nhìn tem mạc của em nè. Hàng trong store ra nha, không phải hàng rẻ đâu. Đó, tem mạc đó mọi người, xịn lắm. Đây. Rồi ghi giùm em nha, mã này. Còn một set màu trắng. Áo này với chị mít riêu với lại là quần sọt cũng đẹp. Quần jean cũng đẹp. Quần jean dài, quần jean ngắn thì cũng đẹp. Rồi em còn một đen với lại là một cam thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đen với cam, set cho mọi người nha. Comment giúp em là set. Set kèm màu. Chấm hai giùm em nha mọi người ơi. Rồi ghi giùm em là set baby doll màu trắng. Xả 120 nha. Baby doll trắng 120. Quần của nó là quần Mỹ. Baby doll trắng 120 giùm em. Chấm vàng giùm em đi mọi người. Ơi, chấm vàng của em cái. Comment giúp em nha. 119. Comment giúp em là set. Set tiểu thư á. Và cái áo là dạng áo sơ mi á mọi người. Áo của nó là tay phồng to như thế này. Comment cho em nhé. Có quần xuống màu đen không em ơi? Comment giúp em là màu. Mờ âu mau huyền màu. Rồi áo. Lại mất mấy cái cục này lại sẵn. Rồi áo sơ mi cao cấp xe 100.000 luôn. Sơ mi bèo á mọi người, xe còn trăm đây. Rồi ghi giùm em nha, sơ mi bèo 100. Comment giúp em là sơ mi bèo cao cấp 100. Sơ mi bèo 100.000. Chấm hai lại giúp em nha mọi người ơi. Rồi sơ mi bèo 100. Cái là hàng xịt nhé. 180 xe còn 100. Ghi cho em là sơ mi bèo 100. Sơ mi bèo 100. Ghi giùm em là sơ mi bèo 100 cũ. Sơ mi bèo 100 nha mọi người. Rồi set này sale luôn. Set giùm em nha. Trời má ơi. Set baby doll cao cấp. Cái này em xài cho mọi người 130 luôn. Đỉnh chưa? Sơ mi bèo cho Phạm Thúy Hằng. Này có set thôi. Này 175 rồi xem mọi người 130 luôn. Ghi cho em là set cam ship luôn. Có hai set, cái này hàng nhập nha, hàng mắc lắm luôn. Mà xem còn có 130 luôn. Cái này hàng của anh Đông của mọi người nó mắc. Mà xem còn có 130. Set baby doll đó, còn má ơi đẹp chưa? Baby doll xem 130. Trời ơi má ơi đẹp. Baby doll 130. Vân Nguyễn là màu cam rồi hết luôn. Còn một nu thôi. Còn một nu với một xanh min nhá. À còn một cam á. Cam nhá chị. Còn một xanh min. Sơ mi bèo cho Hoài Nguyễn. Sơ mi bèo đó trong kia những bên cùng kìa. Còn một cam á mấy chị ơi. Còn một cam. Cái này là màu xanh min nè. Xanh min cam với tôi. Đẹp lắm. Cái này mới bảo còn cái chất về là
xịn ngang luôn đó, trời ơi, mã màu xanh này đẹp chưa, trời ơi đẹp xỉu luôn đó mấy chị. Rồi cái này ghi cho em là xanh min baby doll đó, cái form quần là không có chê được vào đâu luôn nha. Rồi ghi giùm em form quần là dây kẽm một bên hông. Comment giúp em là màu xanh, màu nu với lại là màu cam, con cam ba chuẩn bị rồi mấy chị, nhìn cái ren của nó này xịn không. Comment giúp em là màu nhá, xịn chưa, đằng sau của nó này đó, ai lấy thì ghi giùm em là màu xanh, màu xanh, màu cam với lại là màu nu, xanh minh cho Văn Nguyễn. Cái này là sale rẻ mấy bà, rồi còn một xanh nữa là hết. Văn Nguyễn là thêm xanh đúng không, rồi còn một nu. Cái này đẹp ghê luôn mọi người, baby doll á, không cần nói số ký tại vì baby doll là bên chị đằng sau nó có bao chung này, 60 ký cũng mang rất là đẹp luôn. Quần là có túi một bên nha, vải đẹp quá ha, vải đẹp lắm luôn á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nu cho bà Thu Hải, xanh minh cho Nguyễn Phượng, Nguyễn Phương, rồi hết xanh minh. Rồi ai lấy ghi giùm em là nu, nu với lại là con chuột vàng, bà Hải lấy cái màu vàng đi bà Hải, đẹp quá. Còn một nu á, ôi màu vàng nè mấy chị ơi, nu cho Thanh My rồi hết. Còn một vàng bên gì nó bị ẩn, nó kia thì nó nhảy, kia nó chả nhảy gì luôn đó mọi người. Ôi ai thêm vàng thêm lẻ đẹp quá. Vàng mang bao nhiêu cái sang, nó nằm một cái ren hết đó mọi người nè, ren đã không, ai thêm vào là quất liền nha. Baby doll đó mấy chị, baby doll đó, nên là phi size à. Em còn một vàng với một cam thôi là hết sạch, còn một vàng với một cam nha mấy chị ơi. Cái mặt này mấy chị thấy form dễ nhìn đó, còn một vàng với một cam, cam cũng đẹp và vàng cũng đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, cam với vàng, mắt màu vàng trắng da lắm luôn á, ghi cho em là vàng với cam nha mọi người ơi. Chấm bài, chia sẻ bài lại cho bầu với đi mọi người. Rồi màu vàng đẹp ha, ai lấy vàng nữa thì ghi giùm em là vàng nha, dễ thương quá. Cam còn không, cam cho Minh Tiên Nguyễn rồi hết luôn á. Còn một vàng cuối cùng, còn một vàng cuối cùng, ai lấy vàng thì ghi giùm em là vàng. Ai để xem vàng mặc luôn cho mọi người, có hồng, còn một vàng với một hồng, hồng đẹp chưa. Ừ, chắc chết hồng thiệt các mọi người, chắc xỉu á. Còn một vàng với một hồng nhá, hai hồng một vàng, đẹp quá mọi người, vải đã không, ren nè. Rồi vàng với hồng nha, bạn nào lấy thì ghi giùm em thêm thì ghi thêm nha, sang ra cái củ nhìn bao yêu luôn á. Comment giúp em là vàng với hồng, vàng dưới hồng, hồng dưới vàng, vàng dưới hồng, hồng dưới vàng. Rồi set sơ mi, cái set này bán từ cái thời hồng với chị Linh, từ cái thời ngoài shop tới giờ á, từ cái thời mà nó hot ở ngoài shop tới giờ luôn đó mọi người. Này, cái set sơ mi mà xịn ơi là xịn, mà em bán 215.000 á, từ ở ngoài shop tới giờ á, cái set này bán mấy nghìn set á. Rồi set sơ mi, cái này là hàng cao nha mọi người nhá, nhưng mà thôi em để mọi người một 35, màu đỏ với lại là màu nu. Cái set Dior mà em bán shop từ cái thời mà em ở ngoài shop, em mở shop tới giờ các mọi người, cái ống tay của nó phải là siêu đỉnh luôn đó nè. Form quần tây màu đỏ với lại là màu nu, em đứng cho mấy chị coi, set này mắc lắm mà em để mọi người 135 luôn nè mọi người, những cái nút là mọi người biết hàng mắc luôn. Rồi nu set sơ mi kèm màu, set này gọi là set VIP luôn đó mọi người, xịn không, trời ơi má nó sang, sang lắm nè. Ghi cho em là set sơ mi màu nu với lại là màu đỏ nha, đỏ này là đỏ đô không phải là đỏ tươi như mấy chị, cái này là đỏ đô luôn nhá, rất là xịn sò luôn. Mọi
màu đỏ này là siêu trắng da. Ai lấy giùm em là set sơ mi 135 này, không đẹp không lấy tiền. Cái ống tay của nó đẹp lắm mấy chị ơi này, cái ống tay mấy chị gài vô này, cái ống tay phồng rất là đẹp luôn. Set sơ mi á, comment giúp em là set sơ mi màu đỏ với lại là màu nu. Mọi người ơi, xe bài lại giúp màu được không? Đỏ với nu giùm em nha. Ai lấy sơ mi, set sơ mi thì ghi giùm em là set sơ mi đẹp lắm. Set sơ mi kèm màu nha mọi người. Em thử mặc thì mấy chị set để mấy chị coi. Cái này đẹp lắm. Em bán hot từ cái thời ngoài shop tới giờ luôn á. Em bầu em mặc cho mấy chị coi là cái độ gọn của cái set này nha. Lo về vấn đề size nha, 6-10 ký cũng đẹp luôn nè, đẹp không? Cái phong quần đã không?
siêu trinh rồi còn hai set ra hết hết rồi mình đi ôm. Cái này là mua quần tặng áo nha anh Hoài, lên xuống phải địa chỉ mua quần tặng áo, còn có hai set là bà nào lấy thì chốt hết rồi đó. Chỉ hơn cả giá bộ ra chỉ bán 210 luôn á, kinh khủng. Thu trang một set có rồi còn set cuối một chiếc mè rồi gì mà con trai. Mở ra đi coi phải quần ngắn không, quần ngắn hay lọt ra đâu một cái quần dài á, dài hả? Rồi xong ngoan người con xếp ngắn hả? Em biết chị ơi, lấy xếp dài được không, lột rồi quần dài được không? Cái chiếc mẹ nếu mà lấy quần dài là lời lắm luôn á ha. Để bán nhẹ lột lột á, quần dài. Bây giờ giỡn lỡ rồi mấy cái bà này, mấy bà có mỗi thảo môn là được quần ngắn thôi. Chút phần lên đây là set tư là set 140 là mỗi quần dài được không? Kiều Trinh quần dài, Thu Trang quần dài được không? Quần dài là lời lắm luôn á. Em để 140 bằng luôn, về được cả cái quần tây mặc riêng khá là chính xác, quần dài là về cái quần tây mặc riêng luôn á. Lấy không? Mấy bà kia lấy không? Không lại ai lấy lại chút lại set dài 140 đi. An Lê xếp dài 140. Mấy người kia thủy lên em ơi, ai lấy xếp dài thì comment lại xếp dài đi. Vậy là chỉ có Thảo Mon có thôi nha. Chú Phận Linh đây không có, Hà Kiều Trinh không có, Thu Trang không có đâu. Lấy xếp dài thì comment giúp em là xếp dài, để cho 140 luôn. Hồi nãy mình chết luôn nè. Dương Thi dài 140. Vì mấy người kia không có nha. Ai lấy xếp dài thì còn có xếp cuối chứ nè. Ai lấy xếp dài thì ghi giúp em là xếp dài. Em không biết, em tưởng nó giống nhau với chị Kiều Trinh là xếp dài này, rồi còn xếp cuối. Sorry. Tại thấy cái áo nó giống nhau, em tưởng nó giống. Chú Phần lên đây xếp dài luôn. Chú Phần lên đây cũng lại. Rồi hết, hết rồi mấy chị. Hết rồi. Dán ngực lên lại, dán ngực đâu rồi em? Hết rồi mấy chị ơi, comment chậm quá. Giá ngực em còn có 3 cái thôi. Giá ngực hết rồi hả? Ôi chung rồi hả? Rồi giá ngực ai lấy thì ghi dùm em nha. Còn có 3 cái thôi mấy chị ơi. Giá ngực hết rồi. Cái thằng này không có về được nữa đâu mấy chị. Chịu luôn rồi á. Mấy chị bây giờ mấy chị biên, mấy chị có về em có về bán 300 nghìn cũng không có mà về luôn. Em xem có 100 nghìn nè. Ai lấy giá ngực thì em là giá ngực 100 nghìn. Hết rồi đó mấy chị. Bà nào lấy thì ghi dùm em. Cái xe đó là về được mặc áo bờ ra riêng là phê lắm luôn á. Về được dán ngực lên số điện thoại kèm nha em ơi. Lấy dán ngực lên số điện thoại kèm nha. Rồi má ơi xét này. Đã chưa? Trời ơi xỉu. Rồi ghi dùm em nha xét. Xét này em sale 140 luôn. Cái này hàng mắc của anh Đông luôn đó mọi người, 140. Comment giúp em. Xinh chưa? 140 ghi cho em là set luôn. Nhìn cái vải này mấy chị biết vải hàng của 300-400 nghìn này. Đó, rồi ghi cho em là set đô. Cái dung mặc là nguyên cả set, xe có 135 thôi. Cho lại đi em ơi, cho lại một chồng đi em ơi, cho lại một chồng kèm mã thì mới chốt được nha. Rồi comment giúp em nha, set đô 140. Cái này là áo phong giống quần. Áo 2 dây á, nu 140 giùm em. Mọi người chốt tới mã nào là mọi người phải kèm số điện thoại mã đó, không là không có hàng đâu mấy chị. Rồi ghi giùm em nha, set nu 140.
hết hôn luôn chị ơi. Giá chụp em còn mũi đen thôi là hết sạch, còn là cái hai cái gì nữa là hết rồi đó. Rồi xét đùi giùm em, rồi báo là đẹp chưa. Rồi xét đùi 79, có là 3 xét à. Đùi 79 nhìn luôn, đùi mặc ở nhà là siêu đẹp luôn đó mọi người. Đùi 79 nhìn màu trắng với màu đen. Cái này là còn được có mấy xét rồi mới xả, chứ không có giá này đâu mấy chị. Rồi xét xanh, vải là vải Thái nha, rất là xịn luôn. Xanh với trắng giùm em 79 nha, cái này dễ mặc lắm mọi người, dạng nó là dạng quần váy á. Mọi người mặc ở nhà rất là thoải mái luôn. Giá ngực em còn đúng màu đen nha người đẹp. Rồi comment giúp em là xếp đen nha. Đùi 79 màu trắng. Cho Oanh Mai, đen cho Thúy Hằng. Mà bảo là có 79 nghìn thôi đó mọi người. Xả rẻ quá nhiều khi mọi người chửi hàng không có đẹp á. Chứ thật ra là vải rất là xịn, đen cho Nguyễn Oanh. Nhiều khi em xả rẻ quá mọi người cứ nghi ngờ hàng, hàng vải đẹp lắm. Vải này đi mua ngoài 130-140 nghìn đó mọi người. Ngoài chợ không bao giờ sờ được dưới 130 luôn á. Vải rất là đẹp, vải này mặc cả đời không bao giờ bị xù lông, cam kết luôn. Đen với trắng dùng bầu nha. Ai lấy đen thì ghi dùm em. Áo là áo phông rộng, đen trắng cái này mặc ở nhà thoải mái lắm. Comment giúp em là đen với trắng nha. 79 nghìn, màu trắng siêu xinh nha. Trắng cũng cưng mà đen cũng cưng. Áo phông rộng các mọi người.